Cái điều mà em 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 cũng hơi tiếc nối đó là mình không có được một cái gia đình trọn vẹn. À uh, cùng với lại ông xã và con trai. Nhưng mà em nghĩ là uh, rồi từ từ, em nghĩ từ từ rồi mình cũng sẽ tìm được một cái uh, một cái bờ vai nào đó vững chắc cho bản thân mình. Mọi thứ đối với em 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 cảm thấy hài lòng với nó. Mình đã ở một cái vị trí như thế này tuy rằng là nó không có quá là nổi tiếng hay là em cũng không phải là một cái diễn viên gì đó là quá là hot hay là cũng không phải là một doanh nghiệp quá là thành công khi mà mình ở một cái vị trí nhất định này rồi á, thì để mà tìm được một cái bờ vai mà phù hợp với mình á, thì cái người đó phải hơn em một cái đầu hoặc là cái người đó phải chỉ là một cái gì đó bé nhỏ ở trong lòng em thôi có nghĩa là cao thì sẽ cao hẳn hoặc là thấp thì sẽ thấp hẳn chứ không thể nào mà ngang với em được cho nên đó là cái mà nó nó bị khó để mà uh, tìm đến một cái điểm chung đó là tìm đến một cái gia đình hạnh phúc thì anh nghĩ là thật ra bản chất của em là một người uh, khá là chỉnh chu và cầu Nhân toàn trong công việc và chính vì cái sự cầu toàn đó cho nên em luôn tìm kiếm một cái người cầu toàn như thế cho bản thân của mình và ngay cả cái việc mà em tìm kiếm một cái người mà hơn mình một cái đầu đó cũng là một cái sự cầu toàn yeah. cầu toàn ở đây là thật ra như những cái người mà hơn mình một cái đầu á họ còn bận hơn mình yeah. <laughs> và chính vì họ bận hơn mình cho nên là rõ ràng cả hai rất ít có thời gian dành cho nhau yeah. và nếu như mà trong cái câu chuyện này á thì chỉ có cách là một là mình lùi lại về phía sau mà anh nghĩ là với tính cách của em thì rất là khó yeah. còn nếu như cả hai vẫn phăng phăng về phía trước thì chỉ có thể làm bạn yeah. thì chỉ có một cái phương án còn lại thôi yeah. đó là em tìm thấy một cái người bé nhỏ hơn để mình có thể chở che yeah. mình có thể yêu thương họ nhưng mà phải là cái người đó người ta chấp nhận cái việc đó mà thật sự nha nó cũng sẽ dẫn đến một cái chiều hướng là bản thân của em cũng rất là lăng tăng tại vì người ta không có bản lĩnh yeah. mà đối với những cái người mà không có bản lĩnh thì có thể em thích người ta ngay từ lúc đầu bởi người ta đẹp người ta là cái gu của mình về cái nhìn nhưng mà về lâu về dài á liệu đó có phải là một cái sự hòa hợp đối với mình hay không yeah. đúng không lúc đó yeah, yeah, em sẽ trở thành nhiều khi em sẽ thành xếp sòng của người ta chứ mình không còn trở thành <laughs> người đó, yêu của người ta nữa tại sao mà đó là cái khó em, em không có chọn ai cả yeah. và em chỉ dừng lại ở mức độ là tìm hiểu và làm bạn thôi yeah.